Và bây giờ chúng ta hãy đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Xin mời. Chào cô. Chào chị. Rồi bây giờ chúng ta có thể giới thiệu về mình. Chào em MC Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ. Chào khán giả. Mình tên là Phạm Thị Liếm. Năm nay 62 tuổi, làm nội trợ. 62 tuổi trẻ quá nha. Dạ. Rồi đây là con dâu cưng của mình. Dâu cưng là dâu thứ mấy hả cô hả? Có một duy nhất. Wow. Dạ chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang. Thì năm nay em 29 tuổi. Thì nghề nghiệp của em là hiện tại là em đang làm ở ủy ban phường. Năm nay thì em làm dâu của mẹ thì mới có 9 năm à. 9 năm, số đẹp quá ha. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình lúc mà chưa về làm dâu á, thì cô có ấn tượng gì không? Nói chung là cô tự đi tìm, chứ con trai cô là nó không có dẫn bạn gái gì nó giới thiệu. Cô ở trên này nhưng mà cái góc cô ở dưới quê á, ở miền Tây. Cho nên có mấy bà chị giới thiệu là đây có bé dễ thương lắm, hiền. Cho nên là cô với con trai cô đi về dưới. Ở đâu cô? Ở Vĩnh Long, giáp với Trà Vinh. Dạ. Nói chung là Trà Vinh đó. Nhưng mà con dâu nó còn nhỏ quá, nó đang học 12. Dạ. Cái cho nên cũng không dám mà đi lỡ con mắt nữa. Cái gặp cái anh hàng xóm gần nhà con dâu nè, cái nhờ ảnh là đi ngang đó coi có cái nhà này có chủ nhà ở nhà không. Đặng mình đi vô á, sợ ở quê mà người ta hay đi làm vườn, người ta đóng cửa rồi lại đó. Cái nhà cái ông đó mình nhờ cái ông đi về cái ông nín thình. Sau này hỏi lại là mới biết ông để ý con dâu cô đó nữa, ông cứ cho con trai ông. Trời. Hỏi đúng người quá. Làm mẹ với chồng cứ ngồi chờ cả ngày đó nha. Cái cô ở cũng chỗ nhà mình ngồi quán nước đó, cái cô tội nghiệp không, cái nhà đó tôi quen, để tôi dẫn chị đi đó. Cái mới nhờ cô dẫn vô giùm, vô cái thánh thấy cũng còn nít lắm. Ở dưới nhà miền Tây thì hai bên có hai cái bộ dáng gì nè, cái có cái bàn chính giữa, cô vô cô ngồi bộ dáng này, còn hai đứa nằm lăn lóc bên kia coi tivi tỉnh em không có nghĩ gì hết trơn á. Nhưng mà cái cô mà giới thiệu đó gặp cái nó dễ thương mà thiệt, gặp cũng dễ thương thiệt. Có cảm tình liền cô hả? Có cảm tình liền. Dạ. Ủa lúc đó là làm mai hai bên chưa biết gì nhau luôn á hả? Chưa biết gì nhau hết. Cái lúc đó chị ấn tượng gì về mẹ chồng tương lai không? Dạ lúc đó thì không có ấn tượng gì, tại mình đâu có biết để mình nhìn hay là để ý gì đâu. Thì lúc đó cứ nghĩ khách tới nhà thì cứ để người lớn tiếp, thì mình cứ thoải mái bên nằm kia. Nằm coi TV hả? Không biết đi coi mắt mình luôn hả? Dạ không. Thôi ở ơi. Nhà đâu ai biết đâu. Rồi xong rồi cái ngày hôm sau thì cái cô đó cũng mới nói với mẹ, nói hôm qua là tôi dẫn cái cô đó đó là tới coi mắt con gái chị á. Thì lúc đó là mới biết, thì nói lúc đó thì có chồng với mẹ đi nữa, thì cứ nghĩ là anh chồng là anh sẽ ôm chở hai cái cô này đi không à. Đâu có biết đâu. Lần thứ hai thì mới biết. Nhưng mà cũng ngây thơ lắm. Xuống nó đang làm gì, nằm coi tivi nữa hả? Không, lần này thì bưng nước rồi ra. Lần này người ta biết rồi, người ta có chuẩn bị chứ. Bưng nước rồi ra, ở nhà cũng cam á, trồng cam rồi nhiều á, cái làm cam cái bưng nước ra. Cái cô mà dẫn đi đó, cô mới nói cái kiểu cô nói làm nước gì này hơi lợt lạc nha, kỳ sau nhớ làm hơi ngọt ngào hơn. Tức là cái ý cô nói là kỳ sau là phải có tình cảm hơn cái nha. Cái chị nghe chị không hiểu, cái chị đi vô chị quậy một ly nước đường, chị đấy ông ra ghế vậy chế thêm, đâu có biết, nói không ngọt cái tưởng đâu là thiếu đường. Nhưng mà cô có biết là con dâu tương lai cô cũng mới học lớp 12 không, đi hỏi chi sớm vậy? Trời ơi, có cô chị cũng dễ thương lắm, người ta giới thiệu người ta nói đàng hoàng, có cô chị cũng dễ thương lắm, nhưng mà học mới vừa hết 12 cái thì đã gả rồi, cho nên phải canh. Sợ gả luôn. Sợ gả nữa. Trời ơi, tới canh trước ha, đặt chỗ hả? Đặt chỗ trước. Rồi giờ chừng nào mới cưới? Tức là cứ rồi. Sau đó. Sau là học hết 12. Cái mới cưới. Nói chung là bên bà ngoại á, bên thông gia người ta cũng không đồng ý. Mình thích rồi mình cũng phải thuyết phục. Ủa sao không đồng ý cô?
Thì nó chưa học đại học cơ mà. Tại lúc đó em đang đi học. Quá nhỏ rồi nó biết gì đâu cưới. Xong mình nói thôi chị cứ gả đi, mình hứa về trên này là có điều kiện hơn, mình sẽ cho cháu đi học đại học. Đó. Rồi cuối cùng lấy sau có cho đi học đại học không? Có 5 năm. Hay nhờ, cưới về bắt đầu cho đi học đại học. Hay là hay rồi nha. Hai mẹ chồng nàng dâu về ở chung với nhau có hợp nhau nhiều không? Dạ hợp thì hợp nhiều lắm. Ăn uống thì mẹ cũng dân miền Tây nên về thì hai mẹ con ăn uống cũng hợp. Rồi mua sắm này kia đồ thì thường thường đi mua sắm thì cũng rủ mẹ đi mua sắm. Nhưng mà mẹ tiết kiệm lắm. Đi rủ đi, đi tới lựa coi giá. Thôi mắc quá mẹ không mua đâu. Thôi về nha con. Rồi vậy là về. 9 năm qua thì có những cái mâu thuẫn nào mà mình cảm giác là nó chưa có hợp nhau giữa hai mẹ con không? Dạ cũng có. Thì đôi lúc thì cũng như là trong chăm con. Thì cái lúc em có bầu á thì em thì không có thích ăn đồ biển. Nhưng mà lúc đó thì cứ mỗi tuần là cứ mẹ cứ mua đồ biển về. À, ăn đi con, mình thì mình ngán quá. Mà mình không có biết từ chối làm sao. Mà tới bây giờ mà em thấy đồ biển là em dị ứng luôn á. Nói đồ biển không thì cũng không đúng. Cho ăn mà cua rồi đó, nghêu rồi đó, đặng cho các chất dôi. Nhưng mà năn nỉ ghiết em mới chịu ăn. Trời ơi, có mẹ chồng dễ sướng quá. Rồi lúc bé lớn thì bây giờ thì bé em ăn được lắm. Thì em thì giống như là muốn cho bé kiêng vậy đó. Còn mẹ thì mẹ cứ tự do, mẹ nói bây giờ nó muốn ăn nhiều thì cứ cho nó ăn đi, cứ cấm nó tội nghiệp nó lắm. Thì mình á thì mình cứ sợ nó béo phì không à. Nên cái đó thì cũng không hợp lắm. Rồi mua sắm đồ cho con thì mình á thì mình nghĩ con nít mà cứ mua cho nó mặc vừa cho nó đẹp. Còn mẹ thì mẹ nói nít nó mau lớn lắm. Thì mua vậy rồi cỡ một tháng hay gì xong rồi cái bỏ rồi. Trời ơi, tốn công, tốn của lắm. Có khi nào cô giận chị chuyện gì không? Dạ em nhớ có một lần đó mới về. Thì cũng làm cho cả nhà nói chung là một phen khiếp vía. Lúc đó thì về thì mẹ cũng cho đi học. Thì cái trường cũng gần nhà thôi, đi cũng khoảng 10 phút thôi. Thì mấy tuần đầu á thì là cha đưa đi. Thì tại lúc chồng đi làm nên không có đưa được. Thì là ông nội đưa đi là cũng như là cha. Xong rồi cái là mấy tuần thì cũng quen rồi, cái mấy tự đi. Đi xong cái bữa đó thì cũng đi học. Học xong rồi cái thầy cho về sớm. Thì cứ nghĩ là về sớm hay nữa, cứ ở lại giống như là tám với bạn bè xíu vậy đó. Thì cứ nói rồi cứ quên giờ. Ở nhà thì cứ canh tới cái giờ đó là thì con dâu sẽ về. Mà cứ trời sao trễ đâu, có tiếng mấy rồi mà không thấy đâu. Thì ở nhà cứ sốt ruột quá. Thì tá quả lên đi tìm. Mà lại trường hỏi á thì nói là cái lớp này á thì người ta cho về lâu rồi. Nói trời ơi, lúc đó lại càng sợ nữa. Cha cứ chạy đi ngoài đường á, hỏi ơi nãy giờ ở đây có xảy ra tai nạn gì không. Thì lúc đó thì mình tính quen mình đâu biết gì đâu. Cái lúc đó mình về tới, sao thấy ở nhà căng thẳng quá. Cái ra mẹ mới hỏi là sao giờ này con mới về, nãy giờ ở nhà cũng như cha đi tìm rồi đó. Thì lúc đó mình quýnh quá rồi, mình cũng sợ quá rồi. Cái mình cứ nói là bữa nay ở trường con á là cũng như thầy cho học thêm tiết nên thời gian nó dài ra. Mà cái cha nói hồi nãy cha lại trường cha hỏi rồi, thầy nói là cái lớp con về lâu rồi. Cái lúc đó mình đơ luôn, mình không biết nói gì luôn. Lúc đó giận á, cũng giận dữ lắm, là sợ mới lên thành phố mà đi lạc hay là có chuyện gì. Dễ thương quá ha, cha chồng cái đưa con dâu đi học ha. Xong cái đó con dâu về rồi dễ thương hay sợ vậy đó. Nhưng mà cô lấy cho con lấy con dâu sớm quá đó. Rồi nó còn nít quá rồi nó cũng chắc cũng đâu có lo chuyện gì gia đình. Cái này về chăm hơi cực á. Chăm hơi cực á. Chăm như là phải chăm gần như em bé vậy đó. Chăm dâu như em bé vậy đó. Kén ăn lắm. Sáng phải hỏi con dâu ăn cái gì hay là đi chợ. Cái hỏi con dâu thích ăn gì mua về. Kén ăn ấm ấm nhách hả. Nhưng mà nó còn nhỏ nó không có quan tâm đến chuyện chăm sóc gia đình này. Đúng kia rồi. Lúc mình có buồn không con? Cũng có buồn nhưng mà thôi kệ. Cái nói chung là vì thương con, mình cứ nghĩ thôi con người ta còn nhỏ quá. Mà vừa học xong cái mình đã cưới về nhà mình rồi, thôi kệ chịu khó chút. Thông cảm cho nó. Thấy nó làm chuyện nhà lau chùi đồ á. Nhà cửa rồi mình thấy cũng tội nghiệp.
Tại vì ở nhà mình cái kiểu mình không có làm gì đó thì mình làm cho nó xong. Cái chia phần, chia thôi con lao trong buồng hay trong phòng gì đi, mẹ lao phòng khách cho. Thành thói quen luôn tới giờ. À tức là người ta nói là dạ dâu thổi bao sơ mới về đó mà không có dạy là coi như vợ quen rồi. Dạ thành quen là chỉ nó làm ở đâu nó làm ở đó quen luôn. Thường á là tuổi trẻ nó cũng hay nông nổi lắm, có bao giờ mà nó giận về quê luôn không con? Có, đi về quê còn cực cái này nữa, mỗi lần đi về quê thăm mẹ đây là phải đưa đi về dưới rồi cho ở cho mấy bữa phải xuống nước về. Có bao giờ em giận em về mình không? Cũng có luôn, giận đi về mình nữa. Nó con giận đó, con giận rồi con không muốn về nữa, đi giận mình. Chị giận ai? Chị giận ai cô? Ông xã. Dạ giận ông xã. Nhưng mà chị giận vậy rồi chị có nghĩ tới cảm nhận của má không? Thì bỏ đi về quê, về nhà mẹ ruột như vậy thì tội nghiệp mẹ chồng quá. Thì lúc đó mình cũng giận quá rồi, mình không có suy nghĩ nhiều nữa. Dạ. Cứ nghĩ là đi cho bỏ ghét vậy á. Mày dắt ghen nè. Đúng không chị? À lúc đó thì cũng hai vợ chồng cũng đi làm thì thời gian gặp nhau thì cũng ít. À, chỉ gặp nhau buổi tối thôi. Còn ảnh thì kiểu như ảnh nhậu nhiều. Nên ảnh cứ đi suốt vậy à. Về nhiều khi tới khuya ảnh mới về. Rồi cái mình cũng bực, mình khuyên hoài thì ảnh không có chịu nghe. Rồi cái nên mới giận lên thì cứ xách xe đi vậy đó. Nhưng mà lúc những cái chuyện đó chị có tâm sự với mẹ mình không? Dạ cũng có, thì thường thường cũng có nói với mẹ thì mẹ cũng khuyên. Nói ừ thì công việc nó như vậy đó thì cũng như là thông cảm cho chồng vậy đó. Dâm cái đó cũng vậy, cũng khó lắm đó. Phải dạy, chồng con đi quá thì con phải quan tâm chút, đàn ông mà người ta thích ngọt. Cho nên là mình phải ngọt ngào về hỏi anh công chưa hay là làm ly nước gì ra mời chồng vậy đó. Bây giờ hơi đỡ hơn rồi. Mà tại lúc đó về thấy cái mặt là thấy không có thích rồi. Thấy là muốn đuổi ra khỏi nhà rồi. Ôi, có khi nào mà mẹ tao vợ chồng cãi lộn mà mẹ bên con trai không bên mình không? Dạ không. Nói em với chồng em đó thì có cãi hay là gì đó thì cũng chiến tranh lạnh thôi. Chứ không có kiểu như là hai vợ chồng mà kiểu gây lộn hay là để hàng xóm đâu biết. Nhưng thường thì cô đứng về phía ai? Đứng về hai phía, phải hàng xếp. Cho nó im xuôi chứ nói chung thì cũng có nhiều việc hiểu lầm đó, phải nói phân tích thì mệt lắm. Đứng ra phân xử mệt là lấy con dâu trẻ quá cũng mệt đúng không? Đúng rồi, dạy cũng mệt đó. Vừa chăm sóc vừa dạy dỗ vừa đưa đón nữa. Như vậy thì qua 9 năm như vậy ở chung nhà thì chắc chắn cũng có những cái điều mà chưa hài lòng lắm. Hôm nay thì em có mong muốn một cái điều gì đó ở mẹ chồng mình không? Thì bây giờ nếu mà có muốn thì mong cho mẹ thì kiểu như mẹ phải giữ gìn sức khỏe hơn. Kiểu như là đừng có tham công việc quá. Thấy việc gì thì cũng muốn làm. Nhưng mà mình thì mình lớn tuổi rồi, phải giữ sức khỏe thì để mới sống lâu với con với cháu được. Không biết là cô có mong muốn chị thay đổi điều gì đó không cô hả? Thì cũng muốn cho nó coi như là đi làm ở phường khóm nào đó. Ở hội phụ nữ giao tiếp tiếp thu đồ, quen với mấy chị đồ học hỏi nhiều hơn, có cái chiêu nào mà để mình giữ hạnh phúc thôi cô hả? Giữ hạnh phúc. Rồi cảm ơn nha, cô với em rất là nhiều. Thôi hôm nay thì có mẹ đó, mẹ nói vậy hứa gì với mẹ chồng đi. Dạ thì con cũng hứa sau này thì con sẽ ngọt ngào hơn, sẽ chiều chồng hơn để mẹ vui lòng. Dạ dạ có thêm em bé nữa. Cái này hơi khó. Dạ có một bé. Một rồi giờ mẹ chồng muốn có em bé nữa thì tính sao? À dạ cái này để về bàn lại với chồng cái đã. À cảm ơn cô với em rất nhiều. À, tôi có một kỷ niệm để gửi tặng gia đình. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc nha. Cảm ơn cô, cảm ơn em. 15:30 thứ bảy hàng tuần chúng ta sẽ gặp lại nhau và tiếp tục những câu chuyện như thế quý vị nhé. Đừng có ngại ngùng đến với chúng tôi, đến đây để chia sẻ chứ không phải đến đây chúng ta trách nhau, chúng ta nói chuyện gia đình với nhau, không phải như vậy quý vị. Chia sẻ cho nhiều người khác học hỏi hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình, và bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.